Chào tất cả các anh chị và các bạn. Các anh chị thấy hình của mấy con chó mình dễ thương không? Tại sao mình đưa mấy con chó lên? Tại vì ngày hôm nay mình muốn cho mọi người xem hai cái con cờ hó nha. Hai cái con cờ hó nó phản phúc, nó ngồi kế bên ông cụ Lê Tùng Vân á. Mọi người coi sơ sơ đi, coi nó phản phúc như thế nào khi tới nhà ông cụ, rồi ông cụ đã nói chuyện như thế nào, tâm sự ra làm sao ha, nó ghi âm lại hết rồi. Cái bây giờ đó là nó phản phúc, nó xấu còn hơn là mấy cái con cờ hó này của mình nữa, đúng không mọi người ha? Nhưng mà thôi, bây giờ là mình cho mọi người nghe sơ sơ nghe cái đoạn mà ông cụ Lê Tùng Vân tường thuật lại cái chuyện mà Diễm My nó bỏ trốn như thế nào, rồi cái hai con cờ hó ngồi kế bên á dụ dỗ ông cụ Lê Tùng Vân để làm cái gì nha. Nhưng mà bây giờ đó là nó lại phản phúc như vậy, không bằng mấy con cờ hó này nữa, đúng không mọi người? Cho nên đó là mình cho tất cả các anh chị và các bạn xem sơ sơ cái clip đó đi ha. Rồi chừng nào đó mà mình rảnh cái mình phân tích từng câu từng chữ cho mọi người nghe cho vui ha. Anh chị ơi, ngân hàng của Angie hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nhé. Nói là phải có chứng cứ. Bây giờ cái ý này muốn là kiện đài truyền hình Đông An là kiện đi lên đi chính nè. Đó là hai cái này nó là bảy bà. Mà ký tự kiện thì nó miễn công thì phải công tiện tới trời con cho đàn áo một quàng đưa từ tự kiện vô. 22/10/2019 nó Diễm My đi nhà sinh là thế nào tạo nổi. Ngày cái cung lương mà hồng đặt á. Như vậy là không có con mắt được mà. Này nè, tôi ngồi với ông Thắng ở đây. Ở ngay lúc này chúng ta có một chỗ ngồi đó thì mới ngồi ngay đó với Diễm My. Ba người tụ giọng với thì Diễm My thấy ông ổn quá. 7 giờ thì Diễm My mới xin đi tiểu. Thì Diễm mới đi ra từ ngày tiểu đó đi ra đó tiểu rồi xong thì Diễm trước bên kia chưa thấy thì có cái hàng rào đó, đào tiểu mua ngang. Đó thì Diễm My mới đi cái đường đào tiểu đi vào bên kia. Đào tiểu mất tiêu luôn. Vậy đó mà ổng nói là Diễm My vô trong phòng trốn phòng mà mấy thầy không cho gặp. Đi trước mắt ổng luôn mà. Đúng rồi đó, đi ra đây là phải đi ra rồi. Chứ cũng có chuyện với hai cha con như thế nào thì bình thường, nhưng mà sau đó gần cuối rồi thì có vẻ hơi căng thẳng, lý do rằng là luôn là những cái lời ép buộc phải đi về. Nếu không đi về thì như thế nào? Không đi về thì như đó bắt đến xuống. Bởi vì trước cái lần này đó là có một lần là ba Diễm My và hai người đàn ông nào đó đã vô túng tại cái trường riêng cổng Diễm My ra xe về cho Diễm My biết cái tình trạng sẽ diễn ra lại. Nên xin Diễm My trốn đi. Cái đoạn mà Diễm My trốn đi vậy là ông Thắng ông tẩn như thế nào? Là 22/10 đó. Ông đó đi kiếm đó. Thì mới đi ra ngoài đường đi kiếm này, tôi nói vô đây, nói là giờ thôi, bây giờ thầy có cái nào thì vô lại giờ con không có không làm tiền đâu, thầy bé vô lại con đi. Thì cái trời là cái nói để thầy nếu mà con gặp thì kêu vô lại chắc nó đi nó trốn con vậy đó mà. Rồi tại vì con vô con ép nó về thì nó sợ nó trốn đi. Rồi sau đó thì bọn hàng ba cũng lộng cũng kéo vô. Đó các bạn bật cắm được không? Mà có biết 50 người vô một cái từ hồi mà 2 giờ rưỡi chiều nó đi biển luôn. Nó từ 2 giờ rưỡi chiều kiếm đi nó tới đâu là rồi nó đi cái trốn thời gian rồi nó quay lại rồi. Trời ơi, ông kéo 50 người vô kiếm không nghĩ ra cái gì, lục tăng băng té bẹ đi vô phòng riêng là không biết ơi, không biết vô thì đã đời mở cửa ra biết từ trên gác nó không có nào cả vô phòng dịch vụ rồi người xô hủ mấy người phải đứng cái tìm đứa con khó mà giữ mà con phải báo thôi. Ông phải ông chỗ này nè, ông hiểu rằng đó muốn giữ phải ngay cái con mình phải có cái tình cảm kiến đức thì nó mới ở lại. Dạ, con đi tìm mười mấy đứa trẻ bỏ khỏi nhà đó. Con đi tìm mấy đứa trẻ bỏ nhà đi giống như Diễm My á, nhưng mà vì đầu tiên á mà con nói với ba mẹ đó là tìm thì khó mà giữ càng khó hơn. Đúng rồi, giữ càng khó hơn. Con nói một câu chân lý thì nghe cái bản chất, nghe cái bản tâm là không nhắc thì không chỉ có mỗi cái giờ biết lúc nào không bữa nay đi cũng mai đi không đi đâu. Diễm My lại đây nó cạnh đây được, nhưng là cá
ở đây sống là sống tự do tự nhiên mà nói chuyện thoải mái, mà nói chuyện thì tinh lý, chứ không phải nói mình nghe phải nghe bên gì, à con phải nghe bên gì, con phải gì phải nói ở đây không có phải, mà con nhận cái nhận thức cái à nhận thức của nó làm sao, chứ không phải là việc phải như vậy phải như kia, phải không có đúng không? Con lại là mình đụng nói vậy. Nó kêu thằng nội là cha ruột của nó mới nói đó. Rồi nó nói cha ruột là bây giờ có vô thầy Văn Long thử cái ADN nữa đó. Thầy Văn Long. Dạ. Chị kêu nó lên gặp thầy thử ADN nha. Đúng cái đó. Cái đó là cái người đó. Mà thầy chưa bao giờ mà nuôi từng một ngày cũng có. Thì con xác minh được rồi, nhưng mà cái điều đó là rõ ràng. Cũng có cái đủ mà đó. Con hỏi ai mà con biết. Con gặp cái cô hàng xóm ở cái bên thể hội đó. Có thể biết không? Làm gián điệp được. Tùng nó nói là hồi đó sư phụ nuôi nó rồi nuôi vợ với con nó, mỗi lần sắp tới cái là kêu vợ con ra nói là trẻ mồ côi. Mà cái đó nó thiệt là hết sức phải giáo quá. Không không có nuôi vợ, không nuôi vợ. Phải ở, con coi thầy đi còn ở đi còn phải có người gì chắc mà. Lý do nào hồi đó cô Tân nuôi thằng Tùng mà Tùng lại có cái tên là Lê Thanh giống như ngươi như ngươi. Thấy ngươi tay đất đó. Con tên là em buộc này, ông Năm cũng ấy không đi. Cô hỏi đây bây giờ cho tên nào. Thì nói thôi cho cái chồng Lê Thanh. Dạ. Mà hồi đó là tại sao có Lê Thanh Minh Tục? Tức là mình là cái ông Tư. Con tên của tôi đó. Ý là ở đâu của Tư con, của Tư hay là ai? Là sao? Không phải con của Tư thì có một câu mà. Còn coi là được không? À, dạ. Xin ở đâu ông nội nhớ không? Không, không, tay không biết. Dạ. Cái đó mình hãy vô tư chứ mình còn là người sư phụ hỏi nó còn nghe nó tôi đang bị vui lỗi lấy nhờ sự đặt tên vậy không nghe cái Minh Tùng ở trong cái Lê Thanh Minh Lê Thanh Minh Tùng là cô Tương mang gì nuôi, Lê Thanh Minh Quang là cô Tương mang gì nuôi, nhưng mà Lê Thanh Quang thì cũng che chở rồi. Hồi lúc mà cô Tư mà để coi hồi lúc trước mà cô Tư mà đấy làm cái gì giao Minh Tùng cùng với Lâm Quang cho ông nội nuôi. Lúc đó là cô Tư mất á, lúc đó cô Tư sắp chết rồi, mình mang mẹ rồi mới làm phải chạy giao. Còn ông đó có ông căng cấp cái tài giấy rồi, ông đưa Minh Tùng mình băng luôn. Nghĩa là thả dưới đó là ông, mà thầy không có đưa một ngày nào. Dạ, thầy nghĩ đi. Trước ngày cô Tư mất, cô Tư chỉ là giấy giao, cùng ba sư phụ nuôi. Bởi vì sư phụ nuôi như vậy, giữa gắn ba này cũng xe như vậy. Nhưng mà là... Giữa gắn mà nói gì vậy? Giao luôn. Dạ, ví dụ thì cho một sư hoặc là một người nào đó trong gia đình cũng được, mình gửi cho ông thầy một tí cái địa chỉ, nếu có mời mình lên thì mình sẽ tiết kiệm quyền ai là mình đem lên của anh muốn coi lại cho đúng không? Không có số điện thoại thì trên hệ thống các bạn Zalo với cộng với lại mấy anh này hết thì để mình coi sư cái ông nói là sao mình có gì ha. Mọi người thấy làm sao ạ? Thấy là tệ hơn cái con cờ hó nữa đúng không mọi người? Trời, hai con cờ hó á, tới dụ dỗ rồi làm con nuôi rồi này kia, rồi cố tình ha quay phim lại rồi tất tần tật hết trơn. Các anh chị nghe những câu những từ trong đây các anh chị thấy như thế nào? Có một đoạn đó là hắn hỏi là thằng Lê Thanh Minh Tùng nó nói đó là nó là con ruột của ông cụ đó, thì ông cụ có xác nhận hay không à? Ông cụ ông xác nhận nó không phải là con của ổng. Cái nó còn hỏi thêm một câu nữa là Tùng nó đòi thử ADN đó thì ông có chấp nhận không à? Mọi người có nghe không? Mọi người không có nghe chú ý thì mọi người nghe lại, tua lại, nghe lại đi. Ông cụ nói hả? Kêu nó tới đây và thử ADN liền. Kêu liền đi con. Nha, kêu liền, thử liền. Mọi người nghe lại đoạn này chút xíu nè. Để khỏi tìm lại, ha, nghe nè. Thằng nội là cha ruột của nó, mới nói đó. Rồi nó nói cha ruột là bây giờ có gì đâu, thầy Văn Long thử cái ADN nó. Dạ. Thầy Văn Long. Dạ. Chị kêu nó lên gặp thầy thử ADN nha. Mọi người thấy không? Cụ Lê Tùng Vân nói rõ ràng đó. Kêu thằng Lê Thanh Minh Tùng nó tới thử ADN liền đi. Kêu tới thử liền đi. Ông chấp nhận cho thử ADN. Thì cái lúc này là lúc thám tử Cao tới nhà ông Lê Tùng Vân là đã mấy năm trước rồi nha. Là ông đã chấp nhận cho thử ADN rồi. Sau này nó mới gặp bà Nguyễn Phương Hằng, nó nói nữa, ổng cũng kêu rõ ràng là đi lên thử ADN đi. Ổng kêu rõ ràng mấy lần.
Mà bây giờ không thử ADN ổng với thầy Lê Thanh Minh Tùng đi, để xác nhận coi là có phải hay không. Cứ toàn đó là hiếp đáp người già không à. Rồi cái thằng á mà cờ hó với con cờ hó ngồi kế bên, mọi người thấy không, mọi người có quá đáng không? Tới đó rồi mà nịnh 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 môi móc thông tin. Nhưng mà ông Lê Tùng Vân ông nói rất là đàng hoàng. Ông nói đó, bỏ con, tại sao con nó không thương mình? Thì tại vì cha mẹ không có đối xử với con tốt cho nên nó là nó mới không thương. Kêu đi kiếm nó về, kêu đi kiếm nó về, nhưng mà giữ được nó mới là cái quan trọng. Từng câu từng chữ ông Lê Tùng Vân nói đó, mình nghe đó thấm thía. Một người rất 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 là thông minh sáng suốt, mà một người rất là quân tử, mà có chúng được những cái gì mà ông nói ra đó, mình thấy như là ông phải là một bậc thầy chứ không có phải là người bình thường nha. Cho nên rất quý những điều đó. Nhưng mà bây giờ mình đưa clip này lên để cho mọi người thấy được đó, là hai con cờ hó kế bên đó, nó tàn nhẫn như thế nào, nó trở mặt như thế nào, đúng không mọi người? Khi nào rảnh đó, mình phân tích từng câu từng chữ nha. Chị ơi, ngân hàng của Angie hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nhé.